Dạ em xin chào tất cả mọi người đến với kênh Quý Tư Vi ạ. Dạ hiện tại thì em đang có mặt tại nhà tang lễ bộ quốc phòng nha cô chú, là nơi làm tang lễ của chú nghệ sĩ Chí Tài. Thì mà em đến bây giờ là cũng sắp đến thời gian mà chuyển chú về sân bay để về Mỹ nha mọi người. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị đến để tiễn chú đi. Phải nói là đông ngày kính hết nhà tang lễ. Quay cho mọi người xem ạ. Rất là đông nha mọi người, thì cũng có đã chuẩn bị những chiếc xe mô tô để dẫn đường cho xe của chú Chí Tài đi cho khỏi bị kẹt xe nha mọi người. Thì đây nguyên dàn xe mô tô màu vàng luôn nha mọi người. Em sẽ đi xung quanh cho tất cả mọi người được thấy toàn cảnh trong nhà tang lễ nha mọi người. Anh nói là rất nhiều người yêu thương mến chú Chí Tài đến để tiễn chú đi. Rất là nhiều nha mọi người. Chú Tài là một nghệ sĩ ưu tú, là một người rất là thân thiện với khán giả, là một người mang đến lại nhất rất nhiều tiếng cười cho khán giả, cho nên là được tất cả mọi người yêu quý. Cho nên nay là buổi cuối cùng để tiễn chú về bên Mỹ, mai táng ở bên đó, bên gia đình chú nha mọi người. Thì có rất là đông đủ những người yêu thương mến chú. Anh nói là đông nghẹt từ cổng nhà tang lễ đến vô tới bên trong nha mọi người. Vài người người ta rất là mọi người yêu mến chú đến rất là sớm, từ lúc sáng sớm đến viếng chú và đứng ở lại mà tiễn chú đi từ sáng tới giờ luôn. Chứng tỏ là mọi người rất là yêu mến chú. Bên trong là cha đang làm lễ cho chú nghệ sĩ Chí Tài nha mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bên trong là nghệ sĩ Anh Đức nè mọi người. Còn lâu không?